Rồi, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ trên tay một cái món đồ rất là bóng bẩy, full kim loại. Đây, đây là một cái tool có thể gập lại của Smorit. Thì nó có cái mức giá là 19,9 đô, thì tầm 20 đô đi. Và mình mua ở thị trường Việt Nam là với giá 500, 500 mấy, gần 600 ngàn á. Thì hôm nay mình sẽ trên tay và giới thiệu với anh em nó có những cái gì hay và mình chê nó ở những cái gì. Ok, cùng vào video thôi. Ok, thì đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một cái tool đa năng, có rất nhiều cái tool trong đây và chủ yếu là để phục vụ cho những anh em làm quay phim chụp hình. Đó, có rất nhiều thứ để mà xài ha. Chúng ta sẽ có một cái đầu Philips Grills. Cái đầu này nó đại loại là một cái đầu đầu vít ba ke thôi. Đó. Rồi, một cái đầu hình sao nè. Rồi một cái đầu hai đầu lục giác 2.5 cho tới là 3, 4, 5. Rồi, với lại một cái đầu mà mình nghĩ là hay nhất, đó là cái đầu mở ốc chân máy. Đó, nó đầu dẹt như là một cái miếng kim loại dẹt như thế này thôi. Đó, thì đó là cái công năng của sản phẩm này. Nó chỉ đơn giản là một cái bộ tool đa năng. Đó, anh em có thể sử dụng để mà mở những con ốc chân máy, mở những cái ốc mà nói chung là liên quan tới quay phim chụp hình. Tại vì Smorit là cái hãng chuyên làm những cái rig, chuyên làm những cái phụ kiện cho anh em quay phim chụp hình. Đó. Rồi, mình sẽ cho anh em coi toàn bộ cái thiết kế của cái sản phẩm này được cao một tí nè. Rồi, phía mặt trên chúng ta sẽ có một cái logo Smorit được khắc laser. Nói chung là mình coi thì nó cũng khá là tinh xảo, sắc nét đó. Đó, còn những cái đường như thế này mình thấy cái thẩm mỹ nó không đẹp lắm. Rồi, ở phía trên chúng ta sẽ có hai con ốc như thế này để mà kết nối xuống phía dưới. Ở đây, đó, để gắn hết ba cái thành phần này lại. Phía dưới cũng là một miếng nhôm và chúng ta sẽ có những cái lỗ như thế này để mà gắn những con ốc dự phòng. Đây là hai cái lỗ gắn ốc 1/4 inch để mà gắn những cái chân máy rồi này kia mà mình thấy là thường anh em sẽ gặp cái này nhiều nhất. Đó, những cái ốc nhỏ hơn thì mình không thuộc cái kích thước của nó. Vẫn là cái họa tiết sọc caro như thế này. Đó, nói chung là để bám tay hơn thôi, nhìn cũng đẹp. Rồi, ở giữa chúng ta sẽ có bảy cái tool như nãy mình có giới thiệu ha, và cái cơ chế là gập ra, gập vào như thế này. Ok, thì tiếp theo là mặt chất liệu hai phần hai bên là hai cái miếng ở ngoài này nè, nó sẽ được làm bằng nhôm và cái phần tool ở giữa theo như Smorit công bố ở trên web chính hãng của họ thì là stainless steel, thép không gỉ. Nhưng mà họ không nói cụ thể là loại thép nào, thép không gỉ nó có nhiều loại lắm, độ cứng nó cũng khác nhau và mình chưa biết là sau này nó có bền hay không. Theo như hồi nãy giờ mình có vọc mình có phá thì cũng được, không có dấu hiệu là trầy xước hay là biến dạng nào hết, cũng rất là cứng. Đó là phần ngoại hình ha, công năng rồi. Thì đây là một sản phẩm cực kỳ đơn giản, nó có như đây thôi. Cho nên là nó sẽ có một số điểm phù hợp và không phù hợp với anh em. Mình sẽ nói về cái điểm ưu điểm và cái điểm phù hợp nhất với mình trước ha. Thì những cái này là rất nhiều tool có rồi. Em lục lục giác M3, 4, 5, rồi lục giác 2.5, rồi đầu sao mai, đầu ba ke, rất là nhiều độ chỗ có rồi. Nhưng mà cái đầu này là mình thấy ít cái tool nó có. Đây là một cái đầu để vặn ốc chân máy, ốc 1/4 inch, ốc để gắn vào rig, ốc để gắn vào gimbal, đủ thứ trên đời hết. Thì thường cái này anh em sẽ sử dụng một cái đầu vít dẹp, nó thường đi chung với cái bộ ba ke này nè, đó, và cái đầu vít dẹp. Nhưng mà mình thích cái loại này hơn, tại vì sao? Đây, mình có một cái con ốc để cho anh em coi luôn. Đây, ha, thì cái đầu ốc mà dẹp như thế này nè, anh em gặp rất là nhiều, đó, và cái việc mà anh em sử dụng một cái tool nó ăn hết vào cái đường rãnh này luôn, nó tạo được cái diện tích tiếp xúc giữa cái tool và cái con ốc nó nhiều hơn và nó rất là vừa vặn như thế này. Đó, mình để cho anh em coi này. Đó, thì nó vừa đó như thế này luôn. Cái việc siết nó sẽ chắc chắn hơn và nó ít bị giột hơn, cũng như là giảm cái nguy cơ làm hư cái con ốc của anh em nhiều hơn, chắc chắn là như vậy rồi. Tại mình thích, cho nên là đây là cái tool mà mình thích nhất ở trên cái bộ này và cái điểm là cũng là cái điểm mà mình khiến mình mua cái bộ này. Rồi cái nữa là cái màu bạc này theo mình là đẹp, cái thẩm mỹ của mình thích và cái bề ngoài của nó cũng như là cái kích thước nó như trong lòng bàn tay mình thôi, cũng như là cái sự nhỏ gọn đem đi như thế nào đó thì nó khá là phù hợp với cái nhu cầu cá nhân của mình. Nhưng nó hơi thiếu một chỗ là không có cái kềm. Có cái kềm nữa là đủ bộ luôn, nhưng mà thôi, cái như đây cái sự nhỏ gọn này mình cũng ok rồi. Rồi bây giờ chê ha. Mình không biết, không chắc chắn, không sure được 100% cái sản phẩm mình đang cầm trên tay là chính hãng từ Smorit. Đó, cái đó là vấn đề, tại vì mình thấy trên những cái bài review của Nhật, của Hàn, của Mỹ đều có những cái phiên bản rất là khác nhau và cái sản phẩm mình cầm trên tay nhìn trên web chính hãng nó cũng khá là giống, tương đối là giống thôi chứ không phải là 100%. Đó, và những cái khi mình soi kỹ nha, mình soi kỹ vào những cái đường vân này nè, nó có
cắt ở đâu và nó độ dài bao nhiêu, mình soi kỹ trên clip và sản phẩm mình đang cầm trên tay á có sự khác biệt rất nhiều. Phía trước cái con ốc này nè, ở phía trước và phía sau nó cũng có sự khác biệt đó, rất nhiều vấn đề ha. Rồi một cái chê nữa, phần thiết kế là trên hình của hãng nhìn rất là lung linh luôn, nhưng khi mình cầm trên tay thì nó khá là rẻ tiền. Nó rẻ tiền thì cũng hơi oan, nhưng mà nó không đẹp được như một cái sản phẩm giá 500 ngàn, 700 ngàn đó. Anh em có thể thấy những cái đường vân cắt kim cương như thế này nè, nó không có gọi là xử lý thêm hay sao á, mình cũng không rành về những cái xử lý bề mặt vật liệu của những hãng, nhưng mà khi mình cầm trên tay như thế này và mình đã từng cầm những cái của Leatherman, của Tuta, của những cái hãng khá là nổi tiếng, những hãng lớn, mặc dù mất tiền, mặc dù cái mức giá nó mắc hơn, nó tầm 1 triệu mấy, 2 triệu, nhưng mà cầm nó đã lắm. Cái bề mặt cũng là thép, cũng là nhôm phay, nhưng mà nó xử lý rất là tốt, nó xử lý mình cầm rất là ưng. Còn những cái bề mặt của thép không gỉ ở đây em nhìn ha, thì theo mình nhá, theo mình thì nó hoàn thiện, chưa phải gọi là đẹp lắm đó, mặc dù cái thiết kế nó cũng ok, nhưng mà cái bề mặt vật liệu, cái build khi mà anh em cầm trực tiếp ở trên tay á thì chưa hài lòng lắm, thật sự chưa hài lòng đó. Mình chỉ yêu thích nó ở cái công năng và cái sự nhỏ gọn cũng như cái ngoại hình nó ok thôi, cái build thì mình thấy chưa ổn lắm. Rồi một cái nữa mình chưa hài lòng là cái phần đẩy ra nó không thật sự smooth. Anh em có thể thấy soi kỹ vào trong đây đây, thì khi mà nhìn giữa nhìn ở giữa cái tool và cái miếng nhôm, nó sẽ có một cái đai để mà phục vụ cho cái việc bật cái tool này ra, nó không bị xoay con ốc này đó. Đấy là cái mà người ta thường làm để mà cho một cái công cụ xoay, thì khi mà mình xoay ra mình bị vấn đề là mình xoay cả một cụm luôn, ba cái như này, và mình phải mất thêm tác nữa là kéo này lên đưa này xuống, nó hơi không có đã, nó không có đúng cái flow làm việc lắm. Khi mà mình cần cái nào mình đẩy cái đó lên thì nó sẽ chạy cái đó lên thôi á, thì nó ok hơn đó, chứ không phải là bây giờ mình đẩy mình xoay nè, anh em thấy xoay không, nó xoay theo luôn nè đó. Thì cái này sử dụng về lâu là dài thì mình nghĩ là cái flow nó sẽ không đã, nó không có đúng theo cái cách mà mình mong muốn. Rồi nó chỉ đơn giản như vậy thôi, cũng là một cục sắt CNC và từ một cục nhôm, rồi những cái này là đúc ra những cái stainless steel nè, đúc ra xong họ mài vậy thôi, cũng khá đơn giản với mức giá là 20 đô cho giá Mỹ. Và ở thị trường Việt Nam bạn có thể tìm thấy nó với mức giá là tầm 500, 550, 600 tùy chỗ bán. Thì mình mua cái này ở trên mạng với mức giá là tầm 550 là free ship đó. Ok ok thì vừa rồi là Small Rig 2213, một cái bộ tool theo mình là nhỏ gọn và công năng rất ổn. Nó phục vụ được cái sở thích cá nhân của mình và một số cái điểm mình đã chê rồi thì anh em có thể coi trong bài viết. Anh em nghĩ sao về cái món hàng này với giá tầm 500 ngàn ở thị trường Việt Nam? Thì mình nghĩ nó không phải là bad choice đâu. Mình nghĩ sẽ có những cái món hàng tốt hơn. Hãy cùng thảo luận với mình ở phần bình luận phía bên dưới. Và nếu như anh em đang sử dụng những cái bộ tool nào ngon hơn, hoặc là anh em biết những cái bộ nào nó tốt hơn, rẻ hơn như thế này, thì anh em cũng có thể chia sẻ ở dưới phần bình luận ha. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái chuyện này. Ok, thì video của anh cũng hết rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.